Phúc Nguyên chào mọi người. Hôm nay mình dọn vườn nên sẽ thanh lý một số cây hàng khai thác, cây khai thác núi rừng, cây đã sống khỏe ổn định. Mình sẽ thanh lý giá mềm cho mọi người về sưu tầm về tiếp tục nuôi. Có một số cây thì đã định hình 1-2 nước dây. Đầu tiên là lô số 1 và gồm một cây trắc dây và một cây sơn trà. Trắc là dòng cây thuộc nhóm gỗ quý hiếm. Dòng này thì lõi của cây vẫn có người thu mua dùng để làm vòng hạt đeo tay, hoặc là lõi cây dùng để làm trang trí nội thất. Dòng này lõi rất là chắc và bền. Một cây trắc và một cây sơn trà. Sơn trà thì có hoa màu trắng hồng. Giá cả lô hai cây là 250 bao ship. Một cây trắc và một cây sơn trà giá trị 250 bao ship. Cây này có bộ cốt u nần. Lô số 1 giá 250 bao ship. Và tiếp theo là cây hải châu mã số 2, cây hải châu gành. Dòng hải châu gành lá rí, kích thước lá rất là bé. Cây số 2 của cốt to, dòng gành thì kích thước tầm như này, không có cây lớn hơn. Số 2 giá 280 bao ship. Hải châu gành thì chốt cành mọc rất là dày. Quả đẹp. Hải châu số 2 giá 280. Cây số 3 là cây trắc, cây chân rễ nổi. Cái này cao lên 30, giá 200 bao ship. Cây trắc mã số 3 giá 200 bao ship. Cây rễ đế nổi rất là đẹp. Cây trắc mã số 3. Và cây số 4 là cây sơn trà. Cái này mình thanh lý mọi người là 180 bao ship. Cây sơn trà mã số 4 giá 180 bao ship. Khách chốt thì liên hệ 0888856060. Đây là số Zalo của mình. Mọi người có dùng Zalo thì kết bạn Zalo để tiện giao dịch. Cây sơn trà giá chỉ 180 bao ship. Sơn trà mã số 4 và lô số 5 cầm bộ 4 cây. Một cây trà Phúc Kiến, một cây trắc, một cây hồng đá, một cây chiều xuân. Giá cả lô là 450 bao ship, lô 4 cây. Một cây trà Phúc Kiến, cây đổ quái. Một trà Phúc Kiến, một cây trắc dây, cây có củ đế nở, cây rất là già. Một cây hồng đá, cây đã sống khỏe. Một cây chiều xuân. Giá cả lô là 450 bao ship. Lô cây mã số 5, lô 4 cây. Cây sơn trà mã số 6. Cây này thì đã đi một nước dây và mình đã tháo dây, đang thả tự do. Cốt đế nở. Giá thanh lý 180 bao ship. Cây sơn trà số 6 giá chỉ 180 bao ship. Chưa đầy 200 thì đã có một cây về mọi người chăm. Cây trắc dây mã số 7. Cây chân rễ nổi. Hoành tầm gần 40. Chiều cao lên mà cắt là 30. Cây trắc mã số 7. Tất cả chân rễ đều sống khỏe. Phần này có cục đá mini ôm chặt cứng. Giá 450 bao ship. Cây trắc dây mã số 7. Và cây số 8 cũng là cây trắc dây. Cây có phần lụa to, lụa đã bào mòn, còn chỉ còn lụa thép. Cây cao 40. Này mọi người về đánh lũa ra, màu lũa rinh của cây cũng rất là đẹp. Giá 300 bao ship, cây trắc mã số 8. Giá trị 300 bao ship. Và tiếp tục cũng là cây trắc mã số 9. Giá 250 bao ship. Phần này là phần lũa thép.
giá trị 250 bao ship, hoành tầm 23, chiều cao 35. Cây trắc mã số 9, giá 250 bao ship. Cây trắc mã số 10, cây này tông cao, cao tầm 60, hoành tầm 23, còn dưới này tầm 30, chiều cao 60. Chốt canh thì đã nuôi to, mình cắt giật lại thanh lý cho mọi người 200 bao ship, giá rất là mềm, giá rẻ hơn cây phôi. Cây trắc mã số 10, giá 200 bao ship. Cây sơn trà mã số 11, cụm liền cốt, chiều cao lên là 35. Cây đang bắn lọc non lên ra rất là đẹp, giá 250 bao ship. Cây sơn trà số 11, giá 250 bao ship. Cây trắc mã số 12, cây này cao tầm 55, chân rễ quái, giá 300 bao ship, giá thanh lý, giá rẻ hơn phôi. Cây trắc mã số 12, giá 300 bao ship. Và cây trắc mã số 13, cây chân rễ quái, cây dáng rất là đẹp, tất cả chân rễ đều sống khỏe. Cây trắc mã số 13, cây này thì mình giao lưu mọi người là 550 bao ship. Cây phôi rất là tương lai, giá 550 bao ship, chiều cao lên 50, hoành tại vị trí tầm 20. Cây số 14 cũng là cây trắc, cây này cao 50, hoành tại vị trí tầm 25, dưới này thì hơn 30. Cây trắc mã số 14, giá 450 bao ship. Chân rễ nổi, giá 450 bao ship. Cây trắc mã số 15, cây bắc cầu, giá 900 bao ship. Phần lụa thép tự nhiên, chiều cao lên mặt cắt tầm 30, cao lên đỉnh lá là 50, tán ngang 65. Trắc mã số 15, giá 900 bao ship. Mình đã đi dây và đang tháo dây thả nuôi thả tự do. Trắc mã số 15, giá 900 bao ship. Cây số 16 là cây trà Phúc Kiến, cây dáng mẫu tử hồi đầu, chiều cao lên là 75, tay cành đã nuôi to già, hoành tầm 18, giá 500 bao ship. Cây trà Phúc Kiến mã số 16, giá 500 bao ship. Cây số 17 là cây khế rừng, bề cốt to, cây này có hoành là 68, chiều cao 35, giá 650 bao ship. Cây khế rừng, cây này còn có tên gọi địa phương là cây cháy nhà, cây này là cây thuốc trị bệnh. Quả thì nó không giống như quả khế, quả nó giống như quả nhót. Tại dòng lá thì giống như khế nên người ta gọi là khế rừng. Giá 650 bao ship cây khế mã số 17. Cây khế rừng, bề cốt u nâng, cây cốt lùng lực, hai mặt đều rất là đẹp, hai mặt có thể chơi được. Lá non thì sẽ có màu hơi ửng hồng. Cây khế mã số 17, giá 650 bao ship. Cây số 18 là cây mai chiếu thị lá kim, cây này thì có hoa nở rất là thơm, chiều cao 75, cây làm theo phong cách kiểu cổ bánh tán ngày xưa. Cây mai chiếu thị mã số 18, hoành thân thì tầm 11, chiều cao 75, giá 1 triệu bao ship. Bánh tán thì đã dày, nuôi cây này đã nuôi rất là lâu. Mai chiếu thủy mã số 18, giá 1 triệu bao ship. C
Cây số 19 là cây Hải Châu, cây Hải Châu thông cao, cao 95. Dòng lá hơi lớn một tí nhưng lá đơm lên rất là đẹp. Dưới này chung một cốt phần thân lên. Cây có đế đầy đủ bên dưới. Cây có bộ đế tỏ đều. Cây Hải Châu mã số 19. Cây tông cao giá 600 đào ship. Cây sơn trà mã số 20. Cây làm theo dáng rừng sôi bóng. Chiều ngang là 50. Còn là tầm 18. Cái này mình giao lưu mọi người là 450 bao ship. Cây sơn trà mã số 20. Cây dáng rừng sôi bóng. Giá 450 bao ship. Cây số 21 là cây lồng mứt. Cái này thuộc họ hàng với cây mai chiếu thủy. Hoa của nó thì giống như mai chiếu thủy nhưng mà to hơn. Chiều cao lên đỉnh này là 65. Khoảng vị trí tương đối tầm 18 đến 20. Giá 750 bao ship. Cây lồng mứt mà số 21. Cây số 22 là cây Hải Châu lá tròn. Cây đơm lá rất là đẹp. Cái này là chùm hoa của cây. Cây Hải Châu gành. Cây Hải Châu mã số 22. Cây dòng lá đẹp. Lá giống như búp sen. Chiều cao lên 70. Phần chỗ này có vị trí bị cháy da. Nhưng không ảnh hưởng gì đến cây. Cây vẫn phát triển xum xuê. Hoành thân tầm 12. Cốt củ cốt nở to. Người có thể dùng giống này để ghép các loại Hải Châu khác, rất là đẹp. Cây Hải Châu mã số 22, giá 500 đào ship. Cây số 23 là cây bạch chỉ tầm trung. Cây có hoành tại vị trí là 38. Chiều cao tương đối 1m. Cây bạch chỉ rất là to. Cây bạch chỉ có cốt như này thì rất là hiếm. Giá 1.400.000 bao ship. Bạch chỉ thì quả khi chín có màu vàng cam. Ăn quỳ ăn rất là ngọt và ngon. Cây bạch chỉ mã số 23. Cây 24 là cây trắc dây. Cây chân rễ quái. Tay cành thì mình đã đi 2-3 nước dây và đang tháo dây. Này mình giao lưu một người là 800 bao ship. Cây trắc mã số 24. Và cây cuối cùng là cây Hải Châu mã số 25. Cây này cũng là cây Hải Châu gành. Dòng lá đơm đẹp. Hoành thân này 17, hoành thân này 12. Giá 800 bao ship, cây cuối cùng trong clip. Giá trị 800 bao chậu bao ship, giá rất là mềm. Mọi người chốt hay liên hệ số điện thoại 0888856060. Đây là số Zalo của mình. Cây liền cốt, rễ đế đầy đủ. Giá trị 800 bao ship.